mừng kỷ niệm 365 ngày một cái căn đậu văn các bạn ơi. Đó là bạn Rin với bạn Xin này nha mọi người ơi. Chúc mình là chưa đủ 365 ngày nha. Mọi người đã được bao nhiêu ngày xếp lớp rồi? Để lại bình luận nha. Wow, đó là một cái căn đậu văn nha các bạn ơi. Mỗi cặp đôi yêu nhau đều có cái căn đậu văn này để sử dụng nha. Mình cũng có căn đậu văn lắm, nhưng mà lạ lắm các bạn ơi. Đây, căn đậu văn của mình thì màu trắng nha. Cái này thì trong hộp bốc thăm, không biết là mọi người có bốc thăm ra được không. Còn cái căn đậu văn của mình á, thì để mình xem tốc độ ha, với lại là tốc độ căn đậu văn màu hồng sẽ như thế nào nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh cho mọi người xem. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem cái căn đậu văn của mình trước. Hình như mình nhớ tốc độ không cao đâu. Mình nhớ đây mình di chuyển nè. Ủa, mình thấy hình như căn đậu văn màu hồng đi nhanh hơn đó mọi người ơi. Ê, để xem thông số của nó nha. Rồi, đầu tiên là thông số căn đậu văn màu trắng nè là 3,5 và tăng tốc là 8 nha mọi người, và một chỗ thôi. Rồi, căn đậu văn thả tim này á thì tốc độ 4 các bạn ơi, tăng tốc là 8 luôn. Vậy là nó nhanh hơn cái căn đậu văn của mình nha. U là trời. À, vẫn như mọi khi mình sẽ tặng cái mặt bản lẻ này cho mọi người nếu video này lên được 1.000 like vào ngày mai nha. Mình sẽ tặng cho mọi người cái mặt bản lẻn ha. Nhớ like video và đăng ký kênh nhiệt tình cho mọi người ơi. Và để lại bình luận tên của mọi người bên dưới nè. Rồi, và bạn nào muốn có chữ partner đỏ đỏ trên đầu như mình không? Thì Play Twitter Hagin đang có tuyển dụng đối tác đó mọi người ơi. Để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi, để mà có được cái chữ B partner trên đầu này thì các bạn phải có đăng ký nha. Và các bạn có ít nhất một kênh TikTok hoặc là kênh YouTube nha mọi người ơi. Và để mà có được partner như thế này, các bạn sẽ nhận được là 2 gói B VIP trên 1 tháng nha. Cùng với lại là 400 kim cương nha mọi người. Một tháng các bạn sẽ nhận là 400 kim cương cùng với lại là full V VIP nha. Đó, thì đây, đây là hình ảnh mà mỗi khi mà có V VIP nè thì chuẩn bị thứ 6, thứ 7 này chúng ta sẽ có gói V VIP mới nữa nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký nha mọi người. Đầu tiên các bạn nhắn vô trong điện thoại nè và nhắn vô phần tin tức ha. Ở trong phần tin tức này nó sẽ có một cái phần đó là ngày hôm qua có sự kiện trung thu đó mọi người, nhập code chưa? Đây, đây là cái code phiên bản quốc tế nha. Còn code phiên bản VNG ấy, thì nó là vui trung thu nha mọi người ơi. Vui trung thu. Đó, các bạn ghi có ghi hoài nha. Ok, nhập vô nha mọi người. Còn đây là code quốc tế dành cho bạn nào chưa biết ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký đối tác nè. Ở đây á, nó có một là Play Twitter thông báo tuyển đối tác sáng tạo mới nè. Đó, các bạn nhắn vô đây ha. Rồi, ở đây á, thì các bạn có thể là đọc hết điều kiện nè để mới biết thông tin chi tiết nha mọi người ơi. Rồi, kéo xuống dưới cùng thì các bạn sẽ thấy một cái dòng màu xanh xanh đó là ứng tuyển làm đối tác. Các bạn nhắn vào nha. Rồi, nhắn vào nha mọi người ơi, nhắn vào. Chờ vào trong đây rồi thì các bạn nhắn chữ tiếp tục nha. Tiếp tục nha mọi người. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là lựa chọn ngôn ngữ. Mình ở Việt Nam cho nên là mình chọn là Việt Nam nha mọi người ơi. Rồi, nhắn tiếp tục nha. Rồi, ở đây thì các bạn ghi hết thông tin của mình phía bên dưới nha. Đọc hết những cái này nha mọi người. Đây là điều kiện ứng tuyển chương trình đối tác nè. Là các bạn phải có kênh Play, kênh YouTube hoặc kênh TikTok nha mọi người ơi. Tải lên video ít nhất là 2 video trong 30 ngày nha. Đó. Và không bị xử phạt do hành trình. Đó, hồi bữa là không bị ban nha các bạn. Hồi bữa không bị ban nha, bị ban là không được đâu. Và hoạt động chính sách, nói chung là các bạn đọc hết những cái này ha. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn mọi người điền nha. Rồi, tôi đã đọc chính sách nè, các bạn nhớ đọc hết chính sách nha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là điền họ tên của mọi người nè. Ở ra dòng đầu tiên nha các bạn điền họ tên nha. Nhập địa chỉ email là cái địa chỉ mọi người hay xài đó. Rồi, địa chỉ để mà tạo TikTok hay tạo YouTube gì đó. Rồi, nhập vô trong đây cho dễ nha. Rồi tiếp theo câu trả lời hãy cho biết nhân vật của bạn là tên gì. Ví dụ mình tên Vũ Vy Kinh thì mình sẽ điền vô là Vũ Vy Kinh nha mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là hãy điền ID game. ID game này các bạn nhắn giúp trong cài đặt nha, để copy cái ID game điền vô trong đây để một xíu hướng dẫn mọi người luôn. Hãy cho biết mạng xã hội bạn đang vận hành. Đó, thì các bạn có thể là chọn YouTube nè, TikTok hoặc là Instagram nè, hoặc là Facebook nè. Đó, thì các bạn vận hành cái TikTok. Thì đa số ở Việt Nam mình thì các bạn hay là tạo kênh YouTube hoặc kênh TikTok đúng không? Thì các bạn chọn một trong hai cái này nha. Rồi, hãy cho tên tên kênh này các bạn, tên kênh mạng xã hội là kênh tên của TikTok hoặc là tên của TikTok hoặc là YouTube của mọi người á. Rồi, điền vô trong đây nha. Rồi, cái link kênh á, rồi cái link kênh thì các bạn nhớ copy cái link kênh của mọi người. Cái link kênh mà copy các bạn dán vô cái trình duyệt á, nó sẽ ra cái kênh của mọi người đó. Đó gọi là link kênh nha. Rồi dán trong đây nha mọi người. Hãy cho tôi biết kế hoạch hoạt động của mọi người đó, mọi người kiểu như sẽ làm nội dung như thế nào á, nội dung Play Together như thế nào á, thì ghi vô trong đây nha. Và nhắn chữ gửi là các bạn sẽ hoàn thành nha. Và cái mục này thì tới ngày 24 tháng 9 thì nó mới hết hay sao ấy mọi người nha. Các bạn cho nên các bạn nhớ lưu ý nha. Tới ngày 24 tháng 9 sẽ hết cái form này cho mọi người gửi làm đối tác nha. Rồi,
ở trong phần cài đặt này các bạn nhớ, trong trong phần cài đặt ha, đây là cái ID của mọi người nè, bên phía góc trái này mọi người thấy không, đây là cái ID của mọi người để mọi người có thể đăng ký nha. Rồi nhấn sao chép thì các bạn dán vô chỗ hồi nãy ha. Rồi đó là cách để đăng ký làm đối tác giống như mình nha mọi người, có chữ partner trên đầu nha. Rồi dành cho những bạn nào chơi phiên bản VNC nha mọi người, nhớ là phiên bản VNC ha. Chúng ta đang có cái sự kiện là đăng nhập để nhận quà, thì mỗi ngày các bạn nhắn vô cái icon bên phía góc phải nè, bên phía góc phải nè có chữ 5 ngày nè các bạn thấy không, nhắn vô trong đây nha, thì nó sẽ có lượt quay cho các bạn nha các bạn. Một ngày thì các bạn nhớ nhận nhiệm vụ nha, đầu tiên thì các bạn nhắn vô nhận lượt nè, đây thì các bạn có thể là nhận lượt nha. Rồi ok, nhận ngay nè, ngày thứ tiếp tục ha. Rồi và những cái nhận lượt tiếp theo thì thứ nhất là các bạn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nè, thứ hai là câu cá nè, thứ ba là tham gia tiệc trò chơi nè, thì các bạn nhắn vô trong đây nha. Và các bạn mà tham gia được rồi thì các bạn nhớ cứ nhắn vô trong đây, thì hoàn thành xong á thì các bạn sẽ nhận được một lượt nha. Và hiện tại các bạn có được bao nhiêu lượt á, thì cái lượt gấp hiện có này nó ghi số 1 nè các bạn thấy không, là mình có một lượt gấp nha. Thì các bạn có thể gấp hên á thì các bạn sẽ nhận được một bản tên quang xinh yêu nha mọi người ơi. Còn hên nữa thì các bạn sẽ nhận được là trứng capybara nha, bé bóng thơm nè, hộp kim cương may mắn rồi các kiểu ha. Rồi các bạn nhớ cho làm nhiệm vụ nha. Rồi nhiệm vụ hàng ngày ở đây á là cái bên phía góc trái này các bạn thấy không, đấy các bạn nhớ hoàn thành hết tất cả cái nhiệm vụ hàng ngày này nha. Hoàn thành hết á thì các bạn sẽ hoàn thành được cái, nói chung là sẽ được cái đó nha các bạn. Rồi để mình hoàn thành hết luôn ha. Rồi hoàn thành nè. Rồi hoàn thành hết rồi đó. Rồi vô nhận thử xem. Để các bạn nhớ vô nha, đây là phiên bản VNC mới có thôi nha mọi người. Phiên bản VNC mới có thôi ha. Rồi nhắc cho nhận nè. Nhập mã xác thực, nếu mà được kêu mọi người nhập mã xác thực thì nhớ nhập nha. 8DAZ là chỗ này hơi nhỏ nha. Rồi ok được chưa? Ok. Chưa được luôn à, là phải nhận phần thưởng đây hết mới được mọi người ơi. Phải nhận phần thưởng hết mới được. Rồi hoàn thành luôn, để mình nhận hết luôn, để mình hoàn thành luôn. Ok. Ok luôn nè. Rồi nhận hết chưa? Còn 3 cái nữa nha các bạn. Nhớ nhận hết thì mới nặng được một lượt nha các bạn. Rồi nhận hết rồi đó. Rồi vô nhận thấy coi được chưa ha. Rồi nhận lượt nè. Nhiệm vụ hàng ngày. Nhận ngay. Rồi đó, nhận thành công rồi các bạn ơi. Và mình lên được 2 lượt rồi nè. Tiếp theo là đi câu cá nha. Câu cá thì các bạn có thể là tới một cái vùng nước nào đi câu một con cá thôi là sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Rồi để mình chạy tới đây mình câu một con cá bất kỳ ha. Cần câu của mình đã tiêu rồi, cần câu của mình đâu rồi, đây. Rồi các bạn lấy cần câu ra câu một con cá bất kỳ nha mọi người. Câu một con thôi là các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tương tự đi tham gia tiệc trò chơi á thì các bạn nhớ tham gia mà cái game đầu tiên thôi, các bạn ra thôi là cũng đã hoàn thành rồi ha. Nên không cần tham gia hết tới lúc sau cùng đâu. Chỉ cần chơi một màn thôi là các bạn tham là ok rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ câu con cá này nha. Rồi, lên. Câu lên là hoàn thành luôn nha mọi người. Rồi, nhắn cho trong đây nhiệm vụ là nhận thêm một lượt nữa nha. Nhiệm vụ hoàn thành câu cá nè. Rồi, nhận ngay. Rồi, xong rồi ha. Đó, mình lên được 3 lượt. Còn một lượt nữa thì các bạn nhắn cho trong cài đặt nè. Nhắn cho chơi game nha. Và nhắn vô tiệc trò chơi ở phía đầu tiên nè. Rồi các bạn vô trong đây để chơi một trò, vô chơi một màn thôi là các bạn out ra là cũng ok luôn nha các bạn. Là các bạn sẽ nhận được một lượt nữa nha, là 4 lượt đó. Đó xong rồi vô đây các bạn có thể là gấp thú ha. Ở đây có hai cái cho mọi người chọn. Đầu tiên á, thì chọn một lần gấp nè. Cứ thứ hai đó chọn 5 lần gấp ha. Nếu mà các bạn có 5 lượt á, thì chọn 5 lần cũng được. Còn mình hiện tại có 3 lượt thế nên mình chọn từng cái đi ha. Rồi để xem mình được gì nha mọi người. Ui được bé bóng thơm nha mọi người ơi. Tiếp tục. Ôi hộp kim cương nè. Tiếp tục luôn. Ôi tiền sao nha mọi người ơi. Và để mà nhận được những cái đó thì các bạn nhớ vô trong hộp thư nha. Rồi vô trong hộp thư để nhận cho mọi người. Tiền sao nè. Hộp kim cương may mắn nè. Ôi được 6 kim cương, được một bé bóng thơm nè. Đó cho nên mọi người nhớ chơi trò chơi nha. Rồi nhớ vô tiền trò chơi để mình nhận thêm một lượt nữa nha mọi người. Rồi đó là mình đã hướng dẫn mọi người cách để tham gia cái trò chơi đăng nhập hàng ngày để nhận thưởng nha. Rồi có gì hay ho gì nữa thì mình sẽ tiếp tục thông tin với mọi người ha.